Chào mừng các bạn đã đến với liệu trình chuyên sâu của bác sĩ Dung. Và hôm nay thì sau khi mà chúng ta đã nhận được những cái sản phẩm như thế này thì bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta có thể sử dụng làm sao để cái liệu trình chuyên sâu này nó đạt hiệu quả. Thì cái điều đầu tiên trong tất cả những cái video chia sẻ hay những cái bài chia sẻ, bác sĩ Dung vẫn luôn nói rằng chúng ta cần phải hiểu thuốc chiếm 50% tác dụng, còn 50% còn lại là vào cái tập luyện và sinh hoạt cũng như những cái chế độ ăn uống của chúng ta hàng ngày. Thì bác sĩ Dung đã có những cái hướng dẫn đó trong hành trình 28 ngày. Và nếu như bạn nào mà chúng ta chưa tham gia vào hành trình 28 ngày thì thật sự bác sĩ Dung cũng không muốn là điều trị cho các bạn. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta không tập luyện thì cái cơ của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta, cái xương của chúng ta nó không thể khỏe được. Và nếu như chúng ta ngay ngày hôm nay chúng ta không sửa đổi những cái tư thế sinh hoạt xấu của mình thì cái xương khớp của chúng ta, kể cả chúng ta có uống bao nhiêu thuốc bổ thì nó vẫn sẽ không được tốt. Do vậy mà cái điều đầu tiên mà các bạn nên nhớ đó là chúng ta cần tập luyện, ăn uống, sửa đổi tư thế bằng cách là tất cả những cái bài chia sẻ này đã được bác sĩ Dung tổng hợp trong hành trình 28 ngày. Nếu như bạn chưa đăng ký ấy, thì bạn có thể gửi cho bác sĩ Dung cái địa chỉ email của mình. Sau đó thì bác sĩ Dung sẽ giúp bạn đăng ký vào cái hành trình này. Và nếu như bạn không nhận được email gửi từ bác sĩ Dung thì mình có thể check hòm thư rác hoặc hòm thư quảng cáo. Vì mới đầu ấy, cái hộp thư của bạn sẽ đang hiểu rằng là cái thư của bác sĩ Dung là thư rác hoặc là thư quảng cáo, nên hệ thống sẽ tự động nhận nhầm vào đó. Và chỉ cần là bạn phản hồi lại đúng một tin nhắn thôi thì hệ thống sẽ tự động lần sau sẽ không bao giờ cho những cái thư của bạn vào hòm thư rác nữa. Do vậy bạn cứ nhận được email thì nhớ phản hồi cho bác sĩ Dung biết nhá. Thì đó là cái điều đầu tiên mà để chúng ta đạt được cái hiệu quả trong cái liệu trình chuyên sâu này. Đó, thì cái điều thứ hai thì bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta sử dụng thuốc cho nó có hiệu quả. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng cái sản phẩm một. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được glucosamine avocado trong một cái hộp như thế này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ thấy ở bên trong đó là những cái thẻ bảo hành cũng như là phải hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Cái hộp này thì chúng ta sẽ bóc nó ra và chúng ta sẽ thấy là cái viên của nó màu vàng như thế này. Đây, đó. Đó, đây là hộp glucosamine avocado. Hộp này thì có cái khác biệt như thế nào so với các sản phẩm khác trên thị trường? Thì đây là loại glucosamine tốt nhất trên thị trường trong thời điểm hiện tại. Có nghĩa là bình thường ấy, ngày xưa bác sĩ Dung sẽ phải kê glucosamine sulfat nha, kết hợp với piasgladine, khiến cái chi phí điều trị của bệnh nhân rất là cao bởi vì phải uống hai loại thuốc. Nhưng mà đây là 2 trong 1 nha mọi người nha, thậm chí là 3, 4 trong 1 cơ. Nhưng mà đấy là hai thành phần tuyệt vời nhất, là sản phẩm đầu tay của tất cả các bác sĩ cơ xương khớp trên toàn thế giới, người ta đều kê đó, kê cho bệnh nhân của mình. Thì ở trong này đã có glucosamine sulfat và mọi người nhìn thấy là bột bơ đậu nành không xà phòng hóa, đó là chính là piasgladine. Tiếp theo là nó có thêm chondroitin hay còn gọi là sụn vi cá mập ấy, và MSM cũng là một cái thành phần rất là tốt cho xương khớp. Rồi là collagen type 2, một lượng nhỏ thôi. Chúng ta sẽ trong liệu trình chuyên sâu thì chúng ta cần phải sử dụng lượng lớn hơn để đảm bảo tái tạo được tất cả những cái dây chằng bao khớp của mọi người. Thì tất cả những hoạt chất này nó có tác dụng là tái tạo những cái sụn khớp của chúng ta. Bình thường sụn nó sẽ bị thoái hóa và nó sẽ bị tái tạo, nó sẽ được tái tạo lại. Đồng thời là trong cái quá trình mà sử dụng liệu trình chuyên sâu thì nó sẽ còn kết hợp với cả omega 3 nhuyễn thể, thì nó sẽ kích thích tăng tiết dịch khớp và khiến cho cái khớp của chúng ta nó được linh hoạt hơn. Thì đấy là cơ chế của glucosamine sulfat và piasgladine. Bên cạnh đó thì nó cũng chống viêm cực kỳ tốt. Sau 1 đến 2 tuần thì bạn có thể cảm nhận rất rất rõ ràng về cái tình trạng giảm đi cái sự viêm của các bạn. Bởi vì glucosamine sulfat và piasgladine, cái thành phần của nó có khả năng chống viêm, tác dụng chống viêm và chống thoái hóa chậm. Có nghĩa là chúng ta nó không giống như những cái sản phẩm khác mà chúng ta dùng trên thị trường là dùng một cái là có thể nó có hiệu quả luôn. Thì những sản phẩm này nó gây hại cho dạ dày, gây hại cho gan, thận của chúng ta. Nhưng mà glucosamine thì nó vô cùng lành tính bởi vì bản chất nó là một cái loại đường tự nhiên được tìm trong mô đệm của khớp, trong sụn khớp đấy, thì nó được khai thác từ các loại động vật có vỏ đấy. Thì đấy là cái thành phần đầu tiên mà chúng ta sẽ nhận được nha. Tiếp theo, cái thành phần thứ hai mà bác sĩ Dung muốn chia sẻ đó là omega 3 từ dầu nhuyễn thể. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái viên màu đỏ như thế này đây, không phải là cái viên màu vàng nha. Cái viên màu vàng nó chẳng có tác dụng gì về xương khớp cả, nhưng mà cái viên màu đỏ thì nó lại vô cùng tác dụng đấy. Thì chúng ta hình dung là cái viên màu đỏ như thế này thì nó sẽ có tác dụng gì? Thứ nhất là trong cái viên màu đỏ thì nó sẽ có tác dụng là đầu tiên là có một cái chất chống oxy hóa tạo ra cái màu đỏ của nó, đó là xanthin. Chính cái chất này nó sẽ hợp đồng với glucosamine avocado để chống viêm cho chúng ta, giảm cái tình trạng viêm thì tự nhiên chúng ta cũng hết đau, đúng không? Thứ hai là nó sẽ tạo ra một cái lớp màng bao bọc cái sụn khớp của các bạn. Và thứ ba là nó sẽ giúp tăng tiết chất nhờn cho khớp. Và nếu như bạn nào mà chúng ta kèm theo cái triệu chứng là bạn nữ ấy, đau kinh thì nó cũng hỗ trợ này. Rồi là nó giảm mỡ máu của chúng ta. Bạn nào mà kết hợp với tình trạng mỡ máu mà điều trị theo cái liệu trình chuyên sâu này thì nó còn vô cùng tuyệt vời nữa.
Và trong cái thời gian mà điều trị của mình ấy, thì mình cũng đã điều trị cho những cái bệnh nhân mỡ máu và nó giảm được 20-25% cái chỉ số mỡ máu. Thì mọi người thấy là cái sản phẩm này nó vô cùng tuyệt vời. Cái viên màu vàng ấy, nó chỉ giảm được triglyceride, nhưng viên màu đỏ này có thể giảm được cholesterol, cả triglyceride, và đồng thời nó tăng cái chỉ số mỡ tốt cho cơ thể của chúng ta. Thì đấy là cái giá trị của cái viên màu đỏ như thế này. Nó vừa tốt cho cả não bộ, giúp chúng ta minh mẫn hơn nữa. Thì đấy là những cái giá trị mà các bạn có thể nhận được khi mà chúng ta sử dụng liệu trình chuyên sâu. Rồi, một sản phẩm nữa đi kèm theo, đó là collagen type 2. Thì đây là dạng collagen thủy phân nha. Mọi người mở hộp ra và chúng ta bóc cái này ra. Đây là sản phẩm collagen của Mỹ. Hiện tại nó là sản phẩm collagen duy nhất được Vinmec và các bệnh viện lớn phân phối, nên là các bạn có thể yên tâm, rất là yên tâm về chất lượng sản phẩm và cái hiệu quả của nó. Đây là bột collagen thủy phân nha mọi người nha. Cái bột ấy, đây chúng ta mở ra chúng ta thấy cái bột nó mịn như thế này. Và mình sẽ tìm ở bên trong, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái thìa. Dạng bột thì bao giờ nó cũng sẽ dễ dàng hấp thu hơn cái dạng viên, đúng không nào? Những cái collagen dạng viên ấy thì cái khả năng hấp thu rất là thấp nha mọi người nha. Và đặc biệt là collagen thì mọi người phải lựa chọn những cái dòng thủy phân như thế này thì cái khả năng hấp thu mới tốt được. Và chúng ta này, chúng ta lưu ý là các bạn sẽ tìm thấy một cái thìa như thế này và múc một cái thìa gạt ngang ra, pha với một ly nước ấm để chúng ta uống. Đây, đây cái collagen, cái bột của nó vô cùng mịn luôn. Đó, thì khi mà chúng ta uống cái dạng collagen thủy phân như thế này thì khả năng hấp thu rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên ấy, cái dạng này nó là dạng nguyên chất nên là mọi người sẽ thấy là nó hơi khó uống một chút. Thì chúng ta có thể hòa cùng với một chút chanh ấm, mật ong và chúng ta uống cùng với nước ấm nha. Lưu ý là khi mọi người uống, chúng ta sẽ uống cùng với nước ấm để đảm bảo tất cả các dưỡng chất trong thuốc được hấp thu tối đa. Đấy, thì đây là cái liệu trình chuyên sâu mà bác sĩ Dung muốn chia sẻ với mọi người. Thêm một cái nữa là khi sử dụng liệu trình chuyên sâu thì chúng ta được tặng một cái liệu trình chống thoái hóa chậm từ Diacerin. Diacerin thì nó là thuốc đầu tay của tất cả các bác sĩ xương khớp rồi. Không phải nói nữa, nó có tác dụng chống thoái hóa chậm, chống lại những cái gốc tự do, chống lại những cái interleukin gây ra thoái hóa khớp. Tuy nhiên ấy, đối với những người mà trên 65 tuổi hoặc là những người có bệnh lý dạ dày thì bác sĩ Dung sẽ không kê cái loại này vào mà thay thế bằng một cái sản phẩm khác cho mọi người. Thì đây, cái viên nó là dạng viên nang như thế này. Và chúng ta uống kết hợp với liệu trình chuyên sâu thì cái hiệu quả tác dụng của nó nhân lên rất rất nhiều lần. Và bạn có thể là cảm thấy là dễ chịu ngay sau tuần thứ nhất nếu như chúng ta sử dụng được Diacerin. Cơ bản là cái liệu trình chuyên sâu bác sĩ Dung vừa giới thiệu với mọi người rồi. Bây giờ thì cái cách uống như thế nào, đúng không? Chúng ta có từng này sản phẩm, vậy thì chúng ta sẽ uống như thế nào? Đầu tiên, buổi sáng sau khi ăn sáng thì chúng ta sẽ uống một viên glucosamine kết hợp với một viên Diacerin cho buổi sáng nha. Tiếp theo đến buổi trưa thì chúng ta sẽ uống một viên glucosamine kết hợp với một viên omega 3 nhuyễn thể sau bữa ăn trưa. Và đến buổi tối thì các bạn sẽ uống một viên Diacerin. Và trước khi đi ngủ thì chúng ta sẽ hòa một thìa gạt ngang collagen type 2 trước khi đi ngủ để khả năng hấp thu của collagen được tốt nhất cho chúng ta. Đấy, tức là sau bữa tối chúng ta uống một viên glucosamine và trước khi đi ngủ thì chúng ta hòa collagen type 2 này ra và chúng ta uống. Nếu như bạn nào nhé, trong trường hợp các bạn bị đau quá thì chúng ta sẽ tăng cái liều Diacerin lên một viên nữa trong một ngày. Còn không thì bạn chỉ cần dùng với cái liều là 50mg một viên này thôi đã đủ để chống thoái hóa chậm rồi. Đó, thì bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc, bác sĩ Dung vẫn nhắc đi nhắc lại với mọi người là chúng ta cần lưu ý cái việc chúng ta kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt, tập luyện thì bác sĩ Dung đã hướng dẫn mọi người rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta có thể kết hợp được với những giải pháp khác, tập luyện thì bác sĩ Dung đã giúp đỡ các bạn trong hành trình 28 ngày rồi, đúng không? Xong rồi là cái liệu pháp nhiệt cũng có trong hành trình 28 ngày. Thì bằng cái việc mà chúng ta có những cái gối ngải như thế này, ở trong nó toàn bộ là ngải cứu nhá. Và cái sản phẩm này thì là một cái sản phẩm gối bảo an khớp mà bác sĩ Dung trực tiếp nghiên cứu. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm duy nhất được công bố là thiết bị y tế trong tất cả các loại gối ở trên thị trường Việt Nam. Tại sao nó lại được công bố là thiết bị y tế? Bởi vì thứ nhất là cái chất lượng ngải bên trong, nó là ngải thân chứ không phải ngải vụn như một số các loại gối ngải kia. Tức là cái ngải vụn ấy thì chúng ta đem đốt nóng thì nó rất là nhanh bay mất hết các tinh dầu, đúng không ạ? Nhưng mà ngải thân thì chúng ta sẽ hiểu là chúng ta sẽ dùng lâu hơn rất nhiều. Đấy, tiếp theo là trong đó nó có muối hồng Himalaya, nó sẽ giúp giữ nhiệt được lâu hơn. Bản thân ngải đã là một cái giữ nhiệt tốt rồi và nó tạo ra cái tinh dầu ngải. Thế nhưng mà trong cái gối ngải ấy thì nó còn thêm muối hồng để giữ nhiệt lâu hơn nữa và một số các thảo dược khác để cho chúng ta có cái mùi thơm dễ chịu. Và khi mà chúng ta cho vào lò vi sóng chúng ta quay ấy thì cái tinh dầu ngải nó được bốc ra. Và khi mà cái tinh dầu ngải nó được bốc ra ấy, nó sẽ làm thông cái mũi họng của chúng ta. Và bác sĩ Dung sau một thời gian thì giảm được tình trạng viêm mũi dị ứng vì mà mình ngửi ngải nhiều. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, những cái thảo mộc nó giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thì bạn chỉ cần cho cái gối ngải này vào lò vi sóng quay lên, các tinh dầu ngải được bốc ra và hơi ấm từ cái gối này. Khi mà chúng ta chườm vào các vùng lưng, vùng cổ
thì các cái cơ nó được giãn ra và các mạch máu được nuôi dưỡng cái khớp nhiều hơn, và kể cả khớp gối cũng thế đấy. Hoặc là bạn nào mà bị đau bụng kinh, chúng ta chỉ cần chườm một lúc thôi là đỡ hẳn luôn. Thì đấy là cái giá trị của cái gối ngả như thế này, nó sẽ làm tăng tuần hoàn, tăng nuôi dưỡng cho cái vùng khớp của chúng ta và giúp cái khớp của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cần phải kết hợp với một cái chế độ dinh dưỡng hiệu quả. Thì cái sản phẩm mà bác sĩ Dung muốn giới thiệu mọi người đó là dòng sữa hạt collagen. Bác sĩ Dung hay dùng nó để thay thế một cái bữa ăn nhẹ. Nhưng mà tại sao lại là sữa hạt collagen? Bởi vì trong sữa hạt này, ngoài cái thành phần các loại hạt, đúng không ạ, nó còn có thêm canxi nano giúp chúng ta dễ dàng hấp thu canxi hơn mà không cần phải uống thực phẩm chức năng. Thứ hai là nó có thêm thành phần collagen thì sẽ giúp cho xương khớp của chúng ta dẻo dai hơn. Bên cạnh cái việc chúng ta bổ sung collagen từ thực phẩm bổ sung thì chúng ta ăn thay thế những bữa ăn hàng ngày, ví dụ như là bữa ăn sáng, đúng không ạ, bữa ăn phụ chiều đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là cải thiện cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta một cách rất là tuyệt vời. Vì đa phần người Việt Nam ấy ăn thiếu canxi rất là nhiều là thứ nhất. Thứ hai là vitamin D3. Đa phần chúng ta là dân văn phòng hoặc là các bạn mà chúng ta cứ làm ở trong nhà nhiều ấy, chúng ta ít tiếp xúc, ít ra ngoài vận động với tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mà vitamin D3 chỉ có thể tổng hợp từ hai con đường. Một là chúng ta tiếp xúc da của chúng ta trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Thứ hai là dùng thực phẩm bổ sung. Thì trong cái loại sữa hạt này nó đã có sẵn vitamin D3. D3 để làm gì? D3 thứ nhất là để giúp chúng ta hấp thu canxi tốt hơn. Còn nếu như không có D3 chúng ta không thể hấp thu được canxi. Nên người Việt Nam thiếu canxi loãng xương nhiều như vậy. Loãng xương nhá, là người Việt Nam đứng top trên thế giới tỷ lệ bị loãng xương luôn. Nếu có vitamin D3 thì cơ thể chúng ta mới hấp thu được canxi. Do vậy mà cái loại sữa hạt này cũng sẽ giúp mọi người bổ sung thêm cả vitamin D3 để tăng cường sức khỏe của xương nữa. Khớp khỏe thì xương cũng phải khỏe, đúng không nào? Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng ta có thể sử dụng để điều trị cho cái tình trạng xương khớp hiện tại của chúng ta được vững mạnh hơn. Và bác sĩ Dung vẫn nhắc đi nhắc lại, cái cốt lõi là hành trình 28 ngày kết hợp thêm thuốc thì chắc chắn là chúng ta sau khoảng chỉ có 1 đến 2 tuần thôi, các bạn sẽ có những cái cải thiện vô cùng đáng kể trong tình trạng hiện tại của mình. Và bác sĩ Dung chúc các bạn có một hành trình vô cùng tuyệt vời đồng hành cùng với bác sĩ Dung. Và trong hành trình này bác sĩ Dung sẽ theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình hàng ngày. Bác sĩ Dung cam kết với các bạn về chất lượng sản phẩm cũng như về cái chăm sóc và xử lý những cái vấn đề nếu như có phát sinh, và tư vấn thêm về những cái sức khỏe khác cho bạn nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuỗi ngày tiếp theo. Bác sĩ Dung xin chào.